Thì đối với quý anh chị, chúng ta cần một cái bộ micro đeo tai dành cho hai người để đáp ứng cho những cái không gian quy mô rộng lớn ha, đông người á, ở trong những cái khách sạn hội trường có thể lên tới cả ngàn người. Thì trong cái video này thì Cường sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng micro của thương hiệu Tasta ha. Thì dòng này nó khá là chất lượng với rất là nhiều cái tính năng mới được hãng trang bị ở trong cái bộ này. Rồi thì cái sản phẩm này nó như thế nào thì trước hết thì mời mọi người cùng sẽ Cường sẽ khui hộp ra ha, để xem cái hình thức nó như thế nào. Và Cường cũng sẽ demo một số cái tính năng cũng như là cái chất lượng âm thanh để cho mọi người tham khảo nha. Ok, rồi thì bây giờ Cường sẽ khui ra bên trong để cho mọi người xem cái hình thức sản phẩm nó như thế nào nha. Rồi cùng Cường mở hộp thôi. Đây, một cái hộp bên ngoài khá là đơn giản ha. Và đây bên trong nó là một cái vali nhôm rất là hoành tráng mọi người, rất là nặng luôn. Đây thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái độ chuyên nghiệp của sản phẩm này nó qua cái hình thức sản phẩm trước tiên ha. Đây bây giờ con sẽ mở ra bên trong nha. Đây nó có cái gì. Rồi thì đầu tiên rút là cái cơ bản thôi, đây là cuốn manual ha. Đây, chúng ta bỏ ra một bên. Rồi khi mà cái đầu thu mọi người, cái đầu thu này chúng ta cầm lên nó rất là khác biệt so với những cái sản phẩm khác. Mọi người cầm lên là mọi người biết hàng xịn liền. Đây, rất là nặng luôn và cái độ hoàn thiện của sản phẩm rất là chi tiết, rất là chỉnh chu mọi người nha. Đây là cái mặt trước của nó ha, nó có rất là nhiều cái tính năng ở trong đây, tí hồi Cường sẽ demo nha. Đây và đây là đằng sau của cái bộ thu của chúng ta, đây chúng ta sẽ xem. Thì tí hồi Cường sẽ demo từng cái tính năng ở đây ha. Đây đằng sau đây là anten ha, cũng như là cái cổng kết nối ở đây nha. Đây cũng rất là cơ bản thôi, nhưng mà quan trọng là cái phần tính năng bên trong của con M2F này. Đây rồi Cường để đây nha. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ có gì. Đây những cái miếng xốp này rất là dày để an toàn cho khi mà chúng ta vận chuyển nha. Rồi chúng ta sẽ có những cái phụ kiện đây. Thì đầu tiên chúng ta rất là cơ bản của một cái bộ sản phẩm micro thôi, đây là cái cục nguồn của nó ha. Đây là cái cọng dây 6 ly để chúng ta kết nối giữa cái đầu thu với là âm ly hoặc là những thiết bị nào có cổng 6 ly. Rồi chúng ta sẽ có 4 anten ha. Thì đối với cái receiver này nó kết nối 4 anten và 2 chip sóng mọi người nha. Đây hai con chip sóng thì cái độ thu phát sóng nó rất là mạnh và cái sản phẩm này nhà sản xuất thông báo cái phạm vi nó tới 500m mọi người nha. Rồi và chúng ta sẽ có phần nữa là hai cái micro đeo tai và hai cái micro cài áo luôn. Đó tùy những cái mục đích chúng ta sử dụng cho nó phù hợp nha. Đây thì đối với cái micro đeo tai thì mọi người thấy được là cái gọng nó rất là mạnh mọi người và âm thanh nó khá là tốt nha. Rồi để đáp ứng cho những cái buổi hội thảo đào tạo rất là chuyên nghiệp. Đây cái gọng nó rất là mạnh để chúng ta đeo lên á thì cảm giác là chúng ta sẽ thoải mái hơn mọi người nha. Đây cho mọi người xem nè. Đây cái gọng nó rất là mạnh luôn. Hai cái thôi dành cho hai người nha. Rồi. Đây đó là cái phần micro. Rồi và cuối cùng thì chúng ta sẽ có hai cái bộ body bag. Đây hai cái bộ mà chúng ta đeo vào. Đây nha. Rồi dành cho hai người ha, thì chúng ta có thể sử dụng hai người nói song song ha trong những cái chương trình của chúng ta, hoặc là cái diện dạ này lên hoặc là diện dạ kia xuống mà chúng ta hay lên, chúng ta dùng luôn hai người, chúng ta không cần phải thay thế ha. Tránh cái việc mà gián đoạn chương trình nha. Chúng ta mang sẵn luôn đây hai cái bộ receiver. Ai sử dụng jack mini Canon ha, để tránh cái việc mà nó bị sụt xịt ha, gây mất cái tín hiệu nó không được ổn định. Rồi đây nút nguồn ha. Đây, rất là nhỏ gọn, chúng ta mang trên thắt lưng nó cũng rất là thẩm mỹ ha. Rồi thì đó là cái phần bộ phát tín hiệu cũng như là toàn bộ, đây thì Cường sẽ show toàn bộ cái phụ kiện có trong cái bộ này. Thì bây giờ Cường sẽ đi vào cái phần chi tiết của những cái tính năng của con Micro Tasta M2FB này nha. Rồi thì tiếp theo thì Cường sẽ demo cho mọi người trên cái bộ transmitter, bộ body bag nha. Đây thì đây là cái anten của nó, cũng như là đây cái nút nguồn nè. Đây thì mọi người sẽ xem được cận cảnh của nó nha. Đây là cái cổng để chúng ta gắn cái micro đeo tai hoặc micro cài áo vào. Và đây là đằng sau của nó là để chúng ta có thể kẹp vào cái thắt lưng của chúng ta. Rồi và bây giờ thì đây có cái màn hình nha. Và bây giờ Cường sẽ mở nắp pin ra để Cường cho pin vào để chúng ta thử coi này nó trông như thế nào ha. Rồi chúng ta sẽ cho hai viên pin tiểu vào nha. Ok, rồi chúng ta đóng vào. Rồi chúng ta sẽ gạt cái nút ở trên đây nè. Đây chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị ở đây nha. Đây mọi người thấy không? Đây cái màn hình nó đang lên nè. Đợi xíu nha. Đây là lúc này nó đã lên rồi nè. Đây thì mọi người có thể nhìn thấy ở đây cũng đưa gần lại nha. Đó thì trên cái màn hình này thì nó sẽ có cái phần hiển thị pin cũng như là cái tần số. Thì đây là cái phần chủ yếu ở trên những cái bộ phát thông dụng ha. Đó thì Cường sẽ demo cho mọi người xem cái hình thức cũng như là những cái phím ở trên đây thôi. Đó, còn chúng ta gắn micro đeo tai thì ta gắn vào. Đây thì chúng ta sẽ gắn vào như vậy nha. Đây nó rất là chắc chắn mọi người, khi mà chúng ta gắn cái đầu này nó có một cái đầu khóa ha. Nó sẽ không có bị lỏng lẻo giật ra. Đó nên rất là an toàn cho cái tín hiệu của chúng ta nha mọi người nha. Rồi thì đó là hai bộ phát thì chúng ta làm tương tự.
Và bây giờ Cường sẽ đến với cái phần receiver nha. Và bây giờ thì Cường sẽ quay cận cảnh cái bộ receiver này, cũng như là Cường sẽ demo những cái tính năng được trang bị ở trên cái sản phẩm này nha. Rồi thì trước mặt các bạn đang thấy đây, thì Cường đang cầm trên tay ha. Đây thì đây là cái phần mặt trước của nó nha. Đây thì nó sẽ bao gồm chúng ta hai cái phần kênh, hai kênh A và kênh B. Thì chúng ta có thể sử dụng được hai mic cho cái bộ này. Và đây là những cái phím tùy chỉnh, đây có nút nguồn nè. Đây là những cái phím tùy chỉnh cái chức năng ha. Thì tí hồi Cường sẽ đi vào từng cái chức năng cho mọi người xem. Rồi chúng ta sẽ có cái phần hiển thị về cái tần số cũng như là cái phần công suất của này. Đây là cái chữ H này. Rồi đây là cái phần hiển thị dung lượng pin của cái bộ phát nha. Đây trên cái bộ phát chúng ta còn bao nhiêu pin thì nó sẽ hiển thị ở đây. Và đây là sóng AF và như là sóng RF ha. Thì chúng ta cũng sẽ, đây là những cái thông số cơ bản ha. Đó, vì bên đây cũng như vậy. Rồi thì mặt sau nó như thế nào đây thì cùng sẽ quay tổng thể được cho mọi người xem nha. Đây thì đây là cái mặt sau của nó ha. Rồi thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ có 4 cái anten mọi người nha. Thì đối với cái dòng này á, 4 anten là nhưng mà nó sử dụng là hai chip sóng chứ không phải là nó gắn cái anten lên thêm mà nó nối tiếp qua. Nó sẽ sử dụng hai cái chip sóng kép luôn để nó thể đảm bảo được cái tín hiệu chúng ta luôn ổn định nha. Rồi chúng ta sẽ có một cái dây cắm nguồn nè. Đây là hai cổng Canon ha, để chúng ta có thể sử dụng điều chỉnh cho hai mic riêng biệt nè. Rồi đây là phần cổng 6 ly để chúng ta out ra một cổng out ra 2 mic nha. Và bây giờ thì Cường sẽ demo những cái tính năng được trang bị ở trên cái bộ receiver của Testa M2F này. Rồi thì đầu tiên nó sẽ có cái phần đó là hiển thị tần số. Đây thì chúng ta sẽ có cái phần frequency ở đây. Và một cái phần nữa là hiển thị kênh ha. Thì chúng ta chọn đây, hai cái này giống nhau nha. Đây hiển thị dạng tần số nó là 651250 nè. Bấm cái nữa là qua channel nó hiển thị kênh là 036. Đó thì chúng ta chọn cái loại hiển thị cho nó phù hợp thôi. Rồi để chúng ta muốn thay đổi cái tần số thì chúng ta sẽ bấm vào. Đây khi mà nó chớp này nè thì chúng ta sẽ bấm nhấn lên nhấn xuống nha. Đó để chúng ta chọn được cái tần số mà chúng ta mong muốn. Đây sau khi chúng ta thả ra thì nó sẽ mặc định lại. Đây 651500. Rồi thì sau khi mà chúng ta chọn được cái tần số sạch, tần số mong muốn rồi thì chúng ta sẽ dò sóng và cho nó đồng bộ với cái bộ phát tín hiệu này thì nó mới hoạt động được nha. Rồi Cường sẽ mở cái bộ phát này lên. Rồi thì lúc này cái bộ phát nó là 649 mọi người. Đây cái tần số của nó 649 nha. Đây mọi người thấy không? Rồi thì chúng ta cần phải đồng bộ với nó với cái bộ thu này thì nó mới hoạt động được. Thì đồng bộ như cách nào thì bây giờ Cường sẽ hướng dẫn luôn. Và mọi người mở dùm Cường cái nắp pin này ra nha. Đây mọi người mở ra. Và trên đây nó có một cái mắt hồng ngoại ở đây nè. Đây ở trên đây mắt đen ở đây nè nha mọi người nha. Rồi chúng ta sẽ đưa trước vào cái con mắt ACT ở trên đây nè. Chúng ta đưa vào đối diện. Rồi lúc này đưa vào đối diện nha. Và mọi người sẽ bấm dùm Cường cái nút xuống này nè, mũi tên xuống nè. Ta nhấn giữ đây. Thì lúc này nó cũng sẽ dò làm một cái động tác nữa, nó sẽ scan cái tần số sạch ha, để nó sẽ chọn một tần số và nó sẽ đồng bộ luôn với cái bộ phát này nha. Đây chúng ta cứ để đây cái tầm khoảng vài chục giây ha, thì nó sẽ tự động làm luôn, chúng ta không cần phải can thiệp gì hết. Không, rất là hay, rất là tiện luôn. Thì đối với những cái dòng chuyên nghiệp như vậy thì chúng ta sẽ không sợ cái vấn đề mà trùng sóng khi mà chúng ta sử dụng nhiều cái thiết bị nè. Đó thì nó sẽ không bị trùng sóng nha. Ở đây mọi người đang dò ha. Rồi nó sẽ dò được rồi mọi người. Đây thì nó sẽ hiện lên cục RF nè. Đây mọi người thấy không, cái cục RF này nó đã lên sóng. Cái cục RF này nó đầy sóng như vậy là nó báo hiệu là cái cục phát này nó đã kết nối được cái bộ thu này rồi. Đây và chúng ta gắn vào cái micro vào thử nha. Rồi gắn vào micro và chúng ta nói á, là nó lên AF nè. Đây cùng nói nha. Alo sao check. Alo. Đây thì cái này AF đó audio ha, frequency đây đó là cái tín hiệu âm thanh nha. Đó thì đó là cái phần mà Cường demo về cái phần thay đổi tần số cũng như là chúng ta dò sóng. Rồi tiếp một phần nữa là chúng ta muốn thay đổi được cái âm lượng ở trong đây. Thí dụ mà chúng ta muốn tăng âm lượng, ví dụ cái hệ thống âm thanh chúng ta yếu quá, chúng ta muốn tăng âm lượng chúng ta bấm nhấn giữ dùm Cường nút SO này nè. Đây nhấn giữ nút SO này nha. Đây nó sẽ ra volt 27 này, chúng ta có thể tăng giảm ha. Đây maximum của nó là bao nhiêu? Maximum 32 ha. Đây thì Cường sẽ để 27 thôi. Đó. Rồi ok thì đó là phần tăng giảm âm lượng ha. Rồi và tiếp theo có một cái rất là hay ở trên đây thì nó sẽ thay đổi được cái công suất phát mọi người. Đây thì chúng ta sẽ thấy được là khi mà chúng ta nhấn vào cái lúc này nè. Đây thì cho em thấy chúng ta chọn auto đây là low ha, thấp, đây là 2. Đó khi mà chúng ta chọn chế độ 2 á thì có nghĩa là cái việc thu sóng xa, thu phát sóng rất là xa nhưng mà nó dễ bị nhiễu nha. Đó, còn nếu mà chúng ta chọn cái phần low này, đây thì cái phần mà gọi là nó sẽ bắt sóng thấp yếu hơn nhưng mà nó sẽ tránh được cái việc nhiễu mà đối với những cái nào mà chúng ta sử dụng nhiều cái bộ thu phát với nhau ha. Chúng ta chọn chế độ nào, chế độ này, chế độ low. Rồi còn nếu chúng ta muốn sử dụng ở khoảng cách xa hơn thì chúng ta sẽ chọn cái chế độ 2 giùm mình nha. Ở 2 này thì nó sẽ bắt sóng xa hơn. Rồi còn một chế độ rất hay là auto thì lúc này nó sẽ làm cho chúng ta cái việc là nó sẽ tự động ha. Nó sẽ tự động, nó dựa trên cái bộ phát này. Đây là tính năng AI nha.
thì nó sẽ dựa trên cái bộ phát của thuốc này, nó xa gần thì nó sẽ chọn, nó tự động nó chọn luôn, nó sẽ tự động nó thay đổi luôn nha. Đây, tính năng này khá là hay ha. Đó, thì tùy theo cái mục đích của chúng ta sử dụng nha. Rồi ok, và đó là những cái tính năng. Và còn một cái là khi mà chúng ta thay đổi được cái setup ở đây rồi, chúng ta muốn khóa lại khóa để cho người khác họ không có can thiệp vào cái thay đổi tần số hay ai bấm vào đó nó lỡ ha, chúng ta nhấn giữ nút set nó sẽ khóa nè. Đây, chúng ta thấy độ khóa không? Bây giờ thì chúng ta có thể thay đổi gì chúng ta bấm được không có được ha. Đó, và chúng ta muốn mở khóa thì chúng ta nhấn giữ nút set lại ha. Rồi đó, thì nó sẽ giữ, nó sẽ mở khóa nha. Rồi thì đó là những cái tính năng mà có trên bộ này. Và còn một cái nữa thì chúng ta muốn set vào trong cái phần control của nó là chúng ta tắt đi. Rồi khi mà chúng ta có một cái tính năng nó chỉnh được nhiều cái ở đây, là chúng ta muốn vào thì chúng ta nhấn giữ dùm cường cái nút lên đây nè. Đây, và đồng thời chúng ta nhấn giữ và đồng thời chúng ta mở nguồn đó nha. Rồi đây, nó vào cái tính năng này. Đây thì chúng ta có thể thay đổi. Đây, nó có bốn cái tính năng ở đây khá là hay. Đây là swell ha, chúng ta có thể thay đổi được cái này. Đây, nó nhiều cái mức swell này giống như là cái cổng ha, để nó có thể loại bỏ những cái tín hiệu nhiều nha mọi người nha. Để tùy theo cái sóng cái tần số mà chúng ta sẽ chọn ha, thì để cái mình cứ để mặc định nó nha. Rồi tiếp theo là cái phần đây, HF power này đó, thì chúng ta sẽ chọn được mà chúng ta sẽ chọn được khi mà chúng ta phải bấm nhanh nha, không thôi nó sẽ thoát. Đây, cũng sẽ làm lại nha. Đây, những dây dữ ha. Rồi qua đây thì chúng ta sẽ bấm qua. Đây, HF này chúng ta sẽ chọn giống như là cái hồi nãy cũng nói là lâu với auto H thì chúng ta sẽ chọn mặc định ở đây luôn nha. Đó thì cũng sẽ chọn L thôi. Rồi bấm well led ha, chúng ta sẽ chọn chế độ đèn led on hay off thôi. Đây là chế độ ID, thì cái này là trong cái tài liệu thì nó nói là chọn cái đường đi của cái tín hiệu đó. Rồi thì đó là những cái tính năng có trên cái bộ receiver M2S của Techstar này nha. Và bây giờ thì Cường sẽ test thử cái chất lượng âm thanh ở trên cái bộ micro đeo tai này. Đây, và Cường sẽ cho mọi người xem được cái hình dung khi mà chúng ta đeo lên đây. Rất là mảnh, rất là gọn nhẹ và thẩm mỹ ha. Rồi, thì trước khi mà nghe âm thanh đó, thì mọi người nên đeo một cái tai nghe vào để chúng ta có thể biết được chính xác cái âm thanh nó như thế nào nha. Rồi, và Cường đã kết nối vào trong hệ thống máy tính rồi. Thì bây giờ Cường sẽ thu âm và nó không qua chỉnh sửa gì hết nha. Và để biết được thực tế thì Cường sẽ đọc một cái đoạn ở trong một cái cuốn sách ha. Thì đây là cái cuốn sách Bí mật của sự may mắn nha. Thì ở trong đây nó có một cái điều ở đây, điều bí mật thứ ba nha. Dám thay đổi để tạo ra cái điều kiện tốt hơn. Nếu bây giờ bạn không may mắn thì rất có thể là vì bạn đang duy trì những cái thói quen cũ, điều kiện và môi trường cũ sẵn có. Để có được cái sự may mắn á, bạn không nên chần chừ, phải cải tạo, phải tạo ra những cái điều kiện và cái môi trường tốt hơn để chúng ta phát triển. Một cái điều rất là hay ở trong cuốn sách này ha. Rồi thì đó là cái phần mà Cường test âm thanh ở trên cái bộ này để cho mọi người tham khảo nha. Thì vừa rồi Cường đã review về cái hình thức sản phẩm cũng như là demo những cái tính năng ở trên cái bộ micro đeo tai không dây Techstar M2B này. Thì đối với những ai đang làm đào tạo hay là tổ chức những cái chương trình quy mô cần cái sự an toàn, sự ổn định cho cái chương trình của chúng ta, thì đây là một cái bộ micro đeo tai không thể bỏ qua ha. Rồi, các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ Tiến Văn Audio để được hỗ trợ nha. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này và đừng quên subscribe để ủng hộ Cường nha. Rồi, bye bye mọi người.